Mới đây, truyền thông Đài Loan khiến công chúng vô cùng hoang mang khi tiết lộ lý do thời gian qua Lâm Tâm Như không hề công khai xuất hiện. Đó là vì cuộc hôn nhân của cô và Hoắc Kiến Hoa đang gặp trục trặc lớn. Bài viết cho rằng Hoắc Kiến Hoa thất nghiệp suốt mấy năm, cộng thêm tính tình lúc bình thường cũng không tốt, nên tài tử Hoa Thiên Cốt đã uống rất nhiều rượu và còn bạo hành Lâm Tâm Như. Nào ngờ khi ấy, nàng mỹ nhân Hoàng Châu Cách Cách đang mang thai lần 2, vẫn chưa kịp thông báo tin mừng thì đã bị chồng ra tay nhẫn tâm như vậy. Lâm Tâm Như hiện vẫn đang hôn mê do chấn thương quá nặng và cái thai không thể giữ được nữa do mất máu quá nhiều. Trong lúc Lâm Tâm Như tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần thì Hoắc Kiến Hoa lại tìm đến luật sư để làm thủ tục ly hôn, đồng thời cũng phân chia cho cô khối tài sản hàng trăm triệu nhân dân tệ. Điều này đã làm dậy sóng cộng đồng mạng và khiến nhiều người không khỏi lo lắng tò mò. Đặc biệt, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như đã từ lâu không xuất hiện cùng nhau nên người hâm mộ không khỏi lo lắng. Không biết tin đồn này là sự thật hay chỉ là những lời lẽ ác ý được tung ra để câu view, câu like. Trên thực tế, ngay từ đầu năm 2021, khi tham gia một sự kiện, Lâm Tâm Như tiết lộ rằng cô đã tính đến chuyện sinh con thứ hai. Lúc đó, khi được phóng viên hỏi về chuyện sinh con thứ hai, Lâm Tâm Như nói rằng thấy con gái ở một mình quá cô đơn, nên cô đã tính đến chuyện muốn có một đứa con nữa để cá heo nhỏ thêm bạn đồng hành. Đặc biệt, cư dân mạng còn phát hiện một cuộc nói chuyện giữa Lâm Tâm Như cùng chị em thân thiết, nữ diễn viên Trần Mỹ Phượng dưới phần bình luận trên trang cá nhân của nàng Hạ Tử Vi về chuyện mang thai. Cụ thể, nữ diễn viên Trần Mỹ Phượng nói rằng, em còn có cơ hội lần nữa. Em không chỉ phù hợp làm mẹ, mà còn vẫn có khả năng mang thai. Vóc dáng của em không thay đổi nhiều khi mang thai. Một người bạn chung khác cũng lập tức bình luận, thật sự quá tốt. Nếu em muốn, vẫn có thể thêm một nhóc nữa. Trần Mỹ Phượng liền nói, hãy tập trung tâm trí của em tạo thêm một nhóc nữa. Đối với những lời thúc giục từ các chị em, Lâm Tâm Như không biết trả lời sao, chỉ để lại biểu cảm vã mồ hôi hài hước. Trước đó, vào ngày 17 tháng 5 vừa qua, Lâm Tâm Như đã đăng tải trên trang Weibo cá nhân hình ảnh những món ăn do cô tự làm và tiết lộ Hoắc Kiến Hoa thích ăn cay nên cô đã thêm ớt vào tất cả các món. Từ động thái này của nữ diễn viên 45 tuổi, thì người hâm mộ tin chắc rằng cuộc hôn nhân của cô và Hoắc Kiến Hoa vẫn rất vui vẻ, hạnh phúc. Tin tức của giới truyền thông Đài Loan chỉ là tin đồn của báo lá cải, vô căn cứ. Cách đây ít ngày, một tài khoản Weibo liên quan tới gia đình Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như đã đăng loạt ảnh của cặp đôi nổi tiếng bên gia đình, trong đó bao gồm cả bố mẹ hai bên khiến netizen xôn xao. Đáng chú ý chính là trong những bức hình mà tài khoản này đăng còn đánh dấu bằng chữ những nhân vật xuất hiện. Theo đó, Hoắc Kiến Hoa ôm mẹ vợ, còn Lâm Tâm Như thì ôm mẹ chồng. Hai ông thông gia thì đứng ở hai bên. Đặc biệt, mẹ Hoắc Kiến Hoa liên tục ôm chặt, thậm chí còn thơm lên má con dâu vô cùng tình cảm. Từ hành động này có thể thấy mối quan hệ giữa Lâm Tâm Như và mẹ chồng rất tốt, hoàn toàn không có chuyện mẹ Hoắc Kiến Hoa khó chịu với nàng dâu này. Trước khi kết hôn với Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa chỉ công khai hẹn hò với một người duy nhất là Trần Kiều Ân. Được biết, cặp đôi nên duyên khi hợp tác chung trong bộ phim Ngàn Vàng Tiểu Thư vào năm 2004, nhưng vì bị công ty quản lý ngăn cản nên đành chia tay. 10 năm sau đó, Hoắc Kiến Hoa và Trần Kiều Ân vướng tin đồn tái hợp sau dự án phim Tiếu Ngạo Giang Hồ và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía fan hâm mộ. Đáng tiếc là chuyện tình của họ tiếp tục đứt gánh. Sau đó, Hoắc Kiến Hoa kết hôn với Lâm Tâm Như, còn Trần Kiều Ân hẹn hò với chàng thiếu gia kém tuổi Alan. Trên mạng từng xuất hiện tin đồn về lý do khiến cặp đôi Tiếu Ngạo Giang Hồ chia tay là vì mẹ của Hoắc Kiến Hoa thích mẫu người như Lâm Tâm Như hơn là Trần Kiều Ân. Tuy nhiên, trang Sohu cho rằng nguyên nhân thực sự chính là sự khác biệt trong tính cách và hình mẫu phụ nữ mà Hoắc Kiến Hoa mong muốn sẽ kết hôn sau này.